Chào cả nhà, đây là anh Lam Việt Giang, người đầu tiên sử dụng chiếc Asus mới, cái mới đi gaming GT80 hôm vừa rồi thì anh mình đã làm một cái video này, nhưng mà hôm nay anh đi mua chiếc MacBook để chặt người đẹp bên cạnh mang về anh. Chị cái Mac thì chị mua về dùng thường gì? Cái chủ yếu chị làm mua về làm văn phòng, tính tiền rồi mua. Nhớ tính nhớ tác vừa biết. Đây là chiếc MacBook Pro Retina đời 2015. Mình để cho các bạn xem. Tôi gọi là em quay gần đi. Để nó nhìn cấu hình rõ nhé. Đây là chiếc MF840 anh em có thể thấy nhá. Các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc MacBook Pro Retina 15 inch 13,3 inch đời 2015. Máy được trang bị vi xử lý Core i5 2.7 và RAM trên máy là 8GB. Chiếc này là ổ cứng 256, nó còn được gọi là mã MF840. Cửa pin con này là còn 6.001 và đã sạc 270 lần. Cái điểm mạnh của MacBook Pro Retina là nó mỏng nhẹ, các bạn anh em có thể mình gập vào. Là 1.6. Nó là phiên bản lai giữa MacBook Air và MacBook Pro cũ. Nó sẽ mỏng hơn 15%. Cái cổng kết nối anh em có thể nhìn thấy trên này. Nó có hai cổng Thunderbolt này, tốc độ cao này, cổng USB này và cổng phone. Cái này thì không có cái gì cả, cái này là cái G, chúng ta mở cái máy lên cho nó dễ dàng hơn. Ở bên này thì nó có cổng HDMI và thêm cổng USB và đầu độc thẻ. Còn bên dưới là cấu tạo của nó bên dưới đây. Đây là các hốc đây. Loa, còn tản nhiệt thì nó tản đằng sau này anh em nhé. Với màn hình Retina phân giải cao mà được trang bị cấu hình tốt thì máy nó trụ được thời lượng pin nó khoảng 10 tiếng. Nhưng thực tế chúng ta dùng chắc được khoảng 7-8 tiếng thôi. Ở chiếc máy này thì chủ yếu các công việc anh em làm văn phòng mà có thể làm code hoặc làm đồ họa ở mức tầm trung. Ở chiếc này thì chưa phải là mức chuyên nghiệp vì nó chưa được trang bị cả màn hình rời. Chị gái cũng làm kinh doanh đúng không chị? Kinh doanh thì những cái dòng này nó phù hợp, nó mỏng nhẹ hơn, nhưng mà nó sách đi sách lại phòng có thể nó nặng hơn. Và thời lượng pin nó cũng được, chủ yếu là business dùng dòng này thì nhiều ạ. Cảm ơn anh Nam đẹp trai đã tin tưởng hạn. Đây là em chúc anh chị kinh doanh tốt, cuộc sống thế này càng tốt hơn. Rồi, cảm ơn ông chủ. Hy vọng sẽ mua nhiều máy nữa hơn nữa. Mua nhiều tốn tiền lắm đấy. Chị vỗ tay. Chị bảo rằng là